City Prep Manager for Japan xin kính chào quý khách. City Prep Manager for Japan là một công ty chuyển tiền quốc tế trực thuộc tập đoàn City Prep. Tập đoàn City Prep hiện đang cung cấp các dịch vụ liên quan đến tài chính, thông tin và du lịch. City Prep thì được thành lập vào năm 2010 với tiêu chí là giúp đỡ những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản có thể chuyển tiền về cho gia đình mình một cách nhanh chóng, thủ tục đơn giản và chi phí thấp. Và City Express thì được Bộ Tài chính Kanto cấp phép vào ngày 25 tháng 6 năm 2012 theo luật quyết toán vốn với mã số tài chính là 00025. Và hiện tại thì City Express đang cung cấp dịch vụ chuyển tiền tới hơn 200 quốc gia trên thế giới, bao gồm các nước châu Á, châu Âu, châu Mỹ, và Việt Nam cũng là một thị trường đặc biệt quan trọng của City Express. Vậy làm thế nào để có thể trở thành thành viên của City Express? Có 4 cách để có thể trở thành thành viên và sử dụng dịch vụ của City Express. Cách thứ nhất là đến trực tiếp văn phòng giao dịch chính của City Express được đặt tại Tokyo Shinjuku. Cách thứ hai là đến các đại lý và chi nhánh của City Express có trên toàn quốc. Đối với hai cách này thì ngay sau khi đăng ký, quý khách có thể chuyển tiền ngay lập tức và nhận được thẻ chuyển tiền City Remit của City Express. Và cách thứ ba là quý khách điền vào mẫu đơn đăng ký có sẵn trên website của công ty theo địa chỉ là www.cityremit.com. Cách thứ tư là liên lạc trực tiếp với nhân viên của City Express qua trang Facebook của công ty hoặc là gọi đến số điện thoại 080-9679-3849 hoặc là gọi đến số tổng đài hỗ trợ 080-9465-8341 và nhấn phím 2 và làm theo hướng dẫn. Đối với hai cách này thì ngay sau khi City Express nhận được đơn đăng ký của quý khách thì City Express sẽ phát hành thẻ và gửi về địa chỉ mà quý khách đã đăng ký. Trong bưu phẩm gửi về thì sẽ bao gồm thẻ chuyển tiền City Remit và phiếu hướng dẫn và thư chào mừng quý khách. Và điều đặc biệt của City Express đó chính là phí giao dịch đều đồng nhất là 1 sen yên cho mọi giao dịch dưới 100 man. Vậy làm thế nào để có thể chuyển tiền qua City Express? Có 3 cách để có thể chuyển tiền qua City Express. Cách thứ nhất là đến trực tiếp văn phòng giao dịch hoặc là đại lý và các chi nhánh của City Express. Cách thứ hai là chuyển vào tài khoản của City Express và số tài khoản được hiện dưới màn hình dưới đây. Và cách thứ ba là sử dụng thẻ chuyển tiền City Remit mà City Express đã phát hành cho quý khách. Vậy làm thế nào để người nhà có thể nhận được tiền? Có 2 cách để người nhà có thể nhận được tiền. Cách thứ nhất là chuyển trực tiếp vào số tài khoản của người nhà. Và cách thứ hai là người nhà sẽ mang chứng minh nhân dân đến ngân hàng để nhận tiền. Đối với cách nhận tiền mặt bằng chứng minh nhân dân tại ngân hàng thì ngay sau khi tiền được chuyển về thì đối tác của City Express tại Việt Nam sẽ liên lạc với người nhà để thông báo và hướng dẫn cách nhận tiền. Và sau đó người nhà chỉ việc cầm chứng minh nhân dân tới ngân hàng đã chỉ định để nhận tiền. Và đối với cách thứ hai thì tiền sẽ được trực tiếp chuyển vào số tài khoản của người nhà ngay sau khi mà quý khách nạp tiền vào thẻ và sẽ chỉ mất khoảng từ 15 đến 30 phút là người nhà có thể nhận được tiền. Tỷ giá thì được City Express cập nhật mỗi ngày trên Facebook và trên trang web của công ty nên quý khách có thể dễ dàng kiểm tra tỷ giá trước khi chuyển tiền. Mọi thắc mắc và cần tư vấn xin vui lòng liên hệ với City Express theo địa chỉ được hiện bên dưới màn hình dưới đây. Cảm ơn quý khách đã lắng nghe City Express.